Thưa quý vị, những năm gần đây, Đà Nẵng đã trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn với người dân và du khách quốc tế. Dòng sông Hàn thơ mộng với những cây cầu bắc qua, trong đó cây cầu Rồng với những màn phun lửa phun nước vô cùng đặc biệt đã trở thành biểu tượng của thành phố đáng sống này. Và để những nhịp cầu Rồng lung linh như vậy thì đằng sau đó là những người vận hành vô cùng vất vả. Họ đã phải gác lại những bộn bề riêng tư của cuộc sống để mang lại niềm vui, sự hứng khởi cho người dân và du khách. Hãy cùng Quang Tuấn xem công việc của những người vận hành cầu Rồng là như thế nào. Các anh ơi, không biết là việc vận hành Rồng phun lửa phun nước được diễn ra vào những ngày nào ở trong tuần ạ? Diễn ra vào tất cả những ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và những ngày lễ lớn trong năm. Vậy thì thường trong một cái buổi vận hành là sẽ có bao nhiêu người trong một ekip ạ? Mình sẽ có 3 người vận hành. Dạ. Gồm một người vận hành phun lửa, một người vận hành phun nước, một người chỉ huy chính. Bên cạnh cái việc là chúng ta vận hành Rồng phun lửa phun nước thì để đảm bảo an toàn cho quá trình vận hành của cầu Rồng thì chúng ta còn những công việc nào khác? Thì cầu Rồng được gắn 79 con cảm biến và với kết cấu con Rồng là dài 568 m, thì chúng tôi thường xuyên duy tu bảo dưỡng, đặc biệt là vào chiều thứ sáu hàng tuần là chúng tôi sẽ vận hành phun lửa phun nước thử để đảm bảo là an toàn cao nhất. Những ngày thời tiết không thuận lợi như là mưa to gió lớn thì công việc diễn ra như thế nào ạ? Cũng tùy theo thời tiết, tức là nếu mà trời mà mưa nhỏ thì chúng tôi vẫn vận hành phun lửa phun nước bình thường cho bà con học coi. Nhưng mà động mà trời mưa thiệt to kia thì đó chúng tôi mới ngưng. Những lúc mà lên những vị trí để vận hành thì phải leo trèo, và thường thì đi vận hành vào những ngày cuối tuần và những ngày lễ Tết nên cũng hơi thiệt thòi cho vợ con. Vâng, bây giờ thì Quang Tuấn rất là nóng lòng muốn đến khu vực chính vận hành cầu Rồng phun lửa phun nước ạ. Các anh có thể dẫn Quang Tuấn đến khu vực này ạ? Dạ. Quang Tuấn rất là thắc mắc là để Rồng phun lửa phun nước thì chúng ta phải làm những công việc như thế nào? Chúng tôi sẽ chuẩn bị toàn bộ hệ thống trước. Dạ. Đến giờ là chúng tôi chỉ vận hành cho nó phun nữa thôi, chứ không có, bây giờ thì đến giờ là không có làm gì ngoài cái việc là vận hành nữa. Ở đây thì Quang Tuấn thấy là có rất là nhiều máy móc, rất là phức tạp. Vậy thì anh có thể giới thiệu một chút qua cái hệ thống này được không ạ? Đây là cái hệ thống nén khí để mà lấy khí để mà phun cái dòng nước ra. Dạ. Còn cái việc phun lửa thì sao ạ? Phun lửa là nằm phía sau. Phun lửa nằm phía sau. Khó khăn nhất khi mà mình vận hành cầu Rồng phun lửa phun nước là gì? Cái môi trường làm việc, cái vị trí làm việc nó rất là chặt hẹp. Dạ. Nhiều khi là chúng tôi làm việc chui vào những cái kẽ hay như thế nào. Vì cái không gian mà nhất định của con Rồng này nó cũng rất là nhỏ. Và như thế này đây. Muốn làm việc từ trong đó phải chịu khó, phải nghiêng người rồi ngã người đó rồi mới vào được trong kia để làm việc. Nó có nguy hiểm không ạ? Cũng có nguy hiểm à. Rồi mình làm việc tức là có khi là chúng tôi phải làm việc trên cao, ví dụ như trên kia chúng tôi phải leo lên trên kia nữa. Không có bị bệnh tim như thế nào mới làm được trên cao chứ, nhiều người rất là sợ. Vậy thì cái động lực nào khiến anh gắn bó với công việc này? Trước tiên là niềm vui của những người dân á, là họ lúc mình phun lửa phun nước ra thì họ rất là hào hởi. Yeah. Làm cho cái tinh thần mình cũng được vui lai. Cái khách du lịch họ về Đà Nẵng rất là đông, họ coi nhất là họ về là họ thích nhất là coi cái cầu Rồng phun lửa phun nước này nè. Cách mình càng nhiều thì kinh tế Đà Nẵng nó càng phát triển, là mình cũng là một cái cũng nằm trong đó luôn, nên mình rất là vui. Dạ vâng, quả là một công việc rất ý nghĩa và cũng rất là trách nhiệm với bản thân phải không ạ? Và có lẽ lúc này cũng gần đến giờ làm việc của hai anh rồi. Quang Tuấn xin được chúc cho hai anh thật nhiều sức khỏe, thật nhiều nhiệt huyết và niềm đam mê gắn bó với công việc này. Và xin được chào hai anh ạ. Thưa quý vị, xung quanh khu vực cầu Rồng lúc này đã có rất đông mọi người đến đây để chờ đón xem những màn phun lửa phun nước của cầu Rồng. Đà Nẵng quả thực đẹp và sinh động phải không ạ? Nhưng để có được vẻ đẹp đó và sự thân thiện đó thì phải kể đến những con người Đà Nẵng bình dị như những người vận hành cầu Rồng kia. Dù mưa hay nắng, họ đã gác lại những bộn bề riêng tư của mình, ngày đêm miệt mài đóng góp cho thành phố Đà Nẵng, để Đà Nẵng thực sự đang sống trong lòng bạn bè và du khách gần xa. Bắt đầu thực hiện công việc đi anh ơi. Đã sẵn sàng. Đã sẵn sàng.